Determination wins, they say, when you have a dream, you go for it. Do everything you can to achieve and don't let anyone stop you. Because if you are truly passionate about something, you won't let it go. Well, that's what Connor Bethany, Alex, and I are doing. Achieving our dreams. My ma had always told me to never give up on my dreams. Never give up was our family motto. Whenever she saw me struggling with something I was passionate about, she told me to not give up until all the other possible solutions don't work. And that was one of the best pieces of advice she could have given me because I always found out that the other solutions worked out in the end. And it was the best advice I shared with my group, the crew, and I had lived on never giving up. Which explains why we managed to achieve most of our dreams and were satisfied with our lives. But today we were going to achieve our biggest dream and excited would be an understatement of how we felt. You see, in our group we're all bakers and cooks. We love to do it, it's just what we do, and we wouldn't choose to do anything else. All of our future dreams are to be one day famous cooks and bakers and we are all one step closer each time our successes get recognized on our socials no matter how many times we screw up the recipe we won't give up on this one we've tried for months and months and we've all decided that if we can get this right we can cook anything a Guinness world record we're going for and a Guinness world record we are going to get we have the support of everyone around us our extended families other kids from school Workers at our parents' workplaces, our neighbors, and surprisingly, the support of famous chef Gino De Campo, and that gives us the massive motivation boost, but also a little panic. But we're doing it to impress Gino. A huge inspiration to us all, Connor, get all the equipment and ingredients, Beth, give him a hand. Today is the day you lot, today is the day we are going to impress everyone and achieve that world record that I know we can get if we all work accordingly. Alex motivated and praised us. Alex and I whipped up the recipe and measured everything out and Connor and Bethany drew out the plans and discussed them while we measured. We've mastered the talent of measuring things accurately while having a conversation and that surprised everyone at the start, but now they admire it. Okay, here's the plan Bethany announced. We were going to make the biggest cookie you could ever imagine, bigger than the biggest. We wanted to achieve the world record for the biggest cookie. When we all heard about the world record and a challenge to beat it our faces lit up and we planned to get together on a weekend. We've tried multiple times trying the same thing, but it didn't work, so we had taken a break and tried again this weekend. Connor had come up with a new solution to try and make this recipe, and we were all impressed and kicked ourselves for not thinking about it sooner. We decided to make five batches of ingredients separately rather than all in one because that's where we were going wrong. We gathered all our ingredients and I loaded them in the car. We were going to use the outdoor oven that Gino invited us to. Once we had gotten okay that we could make a public announcement about going to the outdoor oven, we announced it on all our separate socials and our group account. When we arrived, we weren't expecting to see such a big crowd of people that had come to support us and our journey of achieving our long term dream of achieving a world record and impressing our favorite chef. We had set everything up and went round to meet and greet everyone before we had to start. Everyone had fueled our determination and excitement, and before we know it, it was time to begin baking the biggest cookie we've ever made. Time was ticking, and there were several take this, put this in there, mix this with that. We were cooperating well as a team as well as having fun under the pressure to remove it, and that was what we needed. Bethany, where is the third batch of cookie dough? I asked for the third time, hoping she'd have heard me, considering she was too busy getting comfortable with Connor. Oh, it's over there by the whisk near Alex, she called back, and I whisked it up and placed it in the bigger bowl ready to be put onto the big tray ready to be baked. We all had to take a separate side of the tray and pour the dough out as big as we can, and surprisingly, we managed to do it. We had everyone on edge while we were waiting for it to bake. We all stayed together, crossing our fingers that it'd bake all the way through in the time given and beat the world record. The time passing felt like an eternity, never leaving, and I had already chewed down my nails to the skin. Connor was beginning to sweat like a pig, Alex kept checking his watch, and Bethany was fidgeting at her hair, pulling at it. Time's up, now we check the quyết chiến quyết thắng, họ nói rằng khi bạn có một ước mơ, bạn hãy thực hiện nó. Hãy làm mọi thứ bạn có thể để đạt được và đừng để bất kỳ ai ngăn cản bạn. Bởi vì nếu bạn thực sự đam mê điều gì đó, bạn sẽ không để mất nó. Đó là những gì cô N. Bethany Alex và tôi đang làm. Đạt được ước mơ của chúng tôi. Mẹ tôi đã luôn nói với tôi rằng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Không bao giờ từ bỏ là phương châm gia đình của chúng tôi, bất cứ khi nào cô ấy thấy tôi đấu tranh với điều gì đó mà tôi đam mê cô ấy nói với tôi rằng đừng bỏ cuộc cho đến khi tất cả các giải pháp khả thi khác không hiệu quả và đó là một trong những lời khuyên tốt nhất mà cô ấy có thể cho tôi bởi vì cuối cùng thì tôi luôn nhận ra rằng các giải pháp khác đều có hiệu quả và đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi đã chia sẻ với nhóm của mình tôi và phi hành đoàn đã sống không bao giờ bỏ cuộc điều đó giải thích tại sao chúng tôi đã đạt được hầu hết các ước mơ của mình và hài lòng với cuộc sống của mình nhưng hôm nay chúng tôi sẽ đạt được ước mơ lớn nhất của mình và sự phấn khích sẽ là một diễn đạt chính xác về cảm giác của chúng tôi bạn thấy trong nhóm của chúng tôi tất cả chúng tôi đều là thợ làm bánh và đầu bếp chúng tôi thích làm điều đó chỉ là những gì chúng tôi làm và chúng tôi sẽ không chọn làm bất cứ điều gì khác tất cả ước mơ trong tương lai của chúng tôi là một ngày nào đó trở thành những đầu bếp và thợ làm bánh nổi tiếng và tất cả chúng tôi đều tiến gần hơn mỗi khi thành công của chúng tôi được công nhận trên mạng xã hội bất kể chúng tôi làm hỏng công thức bao nhiêu lần chúng tôi sẽ không từ bỏ công thức này chúng tôi đã cố gắng trong nhiều tháng và tất cả chúng tôi đều quyết định rằng nếu chúng tôi có thể làm được điều này chúng tôi có thể nấu bất cứ thứ gì một kỷ lục guinness thế giới mà chúng tôi đang đạt được và một kỷ lục guinness thế giới mà chúng tôi sẽ đạt được chúng tôi có sự hỗ trợ của mọi người xung quanh gia đình lớn của chúng tôi những đứa trẻ khác từ trường công nhân tại nơi làm việc của cha mẹ chúng tôi hàng xóm của chúng tôi và đáng ngạc nhiên là sự hỗ trợ của đầu bếp nổi tiếng gino jacambo và điều đó mang lại cho chúng tôi động lực to lớn nhưng cũng là một chút hoảng sợ nhưng chúng tôi đang làm điều đó để gây ấn tượng với gino một nguồn cảm hứng lớn cho tất cả chúng tôi. Cô lấy tất cả các thiết bị và nguyên liệu, bếp giúp anh ấy một tay. Hôm nay là ngày của các bạn, hôm nay là ngày chúng tôi sẽ gây ấn tượng với mọi người và đạt được kỷ lục thế giới mà tôi biết rằng chúng tôi có thể đạt được nếu tất cả chúng tôi làm việc phù hợp, Alex động viên và khen ngợi chúng tôi. Alex và tôi chuẩn bị công thức và đo lường mọi thứ còn Connor và Bethany vạch ra kế hoạch và thảo luận chúng trong khi chúng tôi đo lường chúng tôi đã thành thạo tài năng đo lường mọi thứ một cách chính xác trong khi trò chuyện và điều đó đã khiến mọi người ngạc nhiên khi bắt đầu nhưng bây giờ họ ngưỡng mộ điều đó được rồi đây là kế hoạch bethany thông báo chúng tôi sẽ tạo ra chiếc bánh quy lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng lớn hơn lớn nhất chúng tôi muốn đạt được kỷ lục thế giới về chiếc bánh quy lớn nhất khi tất cả chúng tôi nghe về kỷ lục thế giới và một thử thách để đánh bại nó khuôn mặt của chúng tôi sáng lên và chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau vào cuối tuần. Chúng tôi đã thử nhiều lần cùng một cách nhưng không hiệu quả nên chúng tôi đã tạm nghỉ và thử lại vào cuối tuần này. Cô N đã đưa ra một giải pháp mới để thử làm công thức này và tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng và tự phấn khích vì không nghĩ đến nó sớm hơn. Chúng tôi quyết định làm năm lô nguyên liệu riêng biệt thay vì tất cả trong một vì đó là nơi chúng tôi đã sai. Chúng tôi thu thập tất cả các nguyên liệu của mình và tôi chất chúng lên xe chúng tôi sẽ sử dụng lò nướng ngoài trời mà gino đã mời chúng tôi khi chúng tôi đã nhận được được rằng chúng tôi có thể thông báo công khai về việc đi đến lò nướng ngoài trời chúng tôi đã thông báo điều đó trên tất cả các mạng xã hội riêng biệt và tài khoản nhóm của chúng tôi khi chúng tôi đến chúng tôi không mong đợi sẽ thấy một lượng lớn người đến ủng hộ chúng tôi và hành trình đạt được ước mơ dài hạn của chúng tôi là đạt được kỷ lục thế giới và gây ấn tượng với đầu bếp yêu thích của chúng tôi Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ và đi vòng quanh để gặp gỡ và chào hỏi mọi người trước khi bắt đầu. Mọi người đã thúc đẩy quyết tâm và sự phấn khích của chúng tôi và trước khi chúng tôi biết điều đó. Đã đến lúc bắt đầu nướng chiếc bánh quy lớn nhất mà chúng tôi từng làm, thời gian đang trôi qua và đã có nhiều người đưa cái này vào cái kia, trộn cái này với cái kia. Chúng tôi đang hợp tác tốt với nhau như một nhóm cũng như vui vẻ dưới áp lực phải xóa nó và đó là những gì chúng tôi cần. Bethany đâu là mẻ bánh quy thứ ba? Tôi hỏi lần thứ ba với hy vọng cô ấy sẽ nghe tôi nói rằng cô ấy quá bận rộn để có thể thoải mái với cô nờ. Cô nó ở đằng kia bởi chiếc máy đánh trứng gần Alex, cô ấy gọi lại và tôi đánh kem lên và đặt nó vào một cái bát lớn hơn, sẵn sàng để lên khay lớn đã sẵn sàng để nướng. Tất cả chúng tôi đều phải lấy một mặt riêng của khay và đổ bột ra lớn hết mức có thể và đáng ngạc nhiên là chúng tôi đã làm được chúng tôi đã có tất cả mọi người cạnh trong khi chúng tôi chờ đợi nó nướng tất cả chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngón tay của chúng tôi rằng nó sẽ nướng hết mình trong khoảng thời gian nhất định và đánh bại kỷ lục thế giới thời gian trôi qua cứ như vĩnh viễn không bao giờ rời xa và tôi đã gặm móng tay xuống da cô nờ bắt đầu đổ mồ hôi như lợn alex tiếp tục kiểm tra đồng hồ và bethany đang loay hoay giật tóc hết giờ rồi bây giờ chúng tôi kiểm tra cookie yeah.